Tụi con trộn xi măng để làm gì vậy? Làm trển hả?
Chiều nay đó thì cũng 8 giờ tối đó là sư phụ có vào giảng pháp. Sư phụ giảng tiếp cái cuộc đời của Ngài Hư Vân. Và cái phần chiều nay rất là quan trọng. Những cái phần đầu thì nói về cha mẹ của Ngài, nói về Ngài đi tu như thế nào, nói về cái lịch trình Ngài Tam Bộ Nhất Bái lại 3.000 dặm để mà cầu nguyện cho mẹ Ngài. Nhưng mà tới cái phần này là cái phần tối nay là cái phần ngộ đạo. Ngài ngộ cái gì mà Ngài trở thành ra một cái vị tổ? Ngài ngộ cái gì? Cho nên đó quý vị nên cố gắng vào nghe cái bài pháp tối nay là cái phần Ngài Hư Vân ngộ đạo. Thì những người tổ họ đi trước họ ngộ cái gì thì mình nương theo đó để mà mình tìm cách để mình trở về với cái mà bất sanh bất diệt của mình. Mình sống với cái thế giới này là thế giới sanh diệt. Thân này cũng là thân duyên hợp. Mà rốt cuộc rồi đó mình có một cái bất sanh bất diệt mà tất cả Phật tổ đều xuất hiện ở thế gian này cũng muốn chỉ cho mình. Thì tối nay tôi sẽ giảng về cái phần ngộ đạo của Ngài Hư Vân. Mời quý vị theo dõi nha. Trân trọng kính chào. Thì đây công trình đó cũng đang nhiều việc lắm. Thầy sẽ đi coi một vòng rồi thầy phải hướng dẫn người ta làm những cái phần còn lại. Cả cái xã hội ở Mỹ này bây giờ nó đã không còn như ngày xưa nữa rồi. Cái xã hội Hoa Kỳ bây giờ nó điên đảo. Ngày xưa quý vị thấy trong cuộc chiến tranh Việt Nam, người Mỹ họ được cử qua để làm đồng minh, xây dựng cầu đường, làm xa lộ, làm những cái hệ tầng cơ sở cho Việt Nam Cộng Hòa. Mình thấy những người Mỹ họ mặc những chiếc áo lột ra hết, họ ở trần và họ lái những chiếc xe máy ủi. Họ làm việc với cái tinh thần không phải để đi làm giùm mà họ làm việc còn gấp một người Mỹ hồi xó họ làm gấp 5-6 lần người Việt Nam. Rồi khi tôi đi sang Hoa Kỳ thập niên 80 thì tôi thấy người Mỹ họ rất là đàng hoàng lịch sự, không có xì ke ma tí, trộm cướp đĩ điếm cũng rất là hiếm. Họ xuất thân ra là thành phần có học. Họ phát triển đất nước Hoa Kỳ trở thành ra là một cái nơi rất là thiên đường. Hồi đó thành phần hút sách thì chỉ có nhà giàu mới có hút cocaine rất là mắc. Hút một lần phải 500-1.000 cho nên đa số là không có hư hỏng. Bây giờ cái fentanyl của Tàu Cộng đó, nó tràn ngập ở Hoa Kỳ. Tàu Cộng nó đầu tư tất cả những cái số tiền để nó tàn phá cái thành trì cuối cùng của thế giới tự do. Nó hợp với cái tụi cộng sản cánh tả khắp nơi trên thế giới. Những cái cánh tả hiện giờ nó đang tàn phá 30 nước phát triển ở Âu Châu. Những cái hình ảnh mà nông dân Pháp, nông dân Đức, nông dân Tây Ban Nha, nông dân của những nước mà phát triển ở Âu Châu họ không làm mà họ kéo xe, họ tàn phá, họ đổ đất, họ lấp đường. Mùa này là cái mùa mà để mà mùa xuân ở Âu Châu mà họ không trồng nữa. Và những người ở bên đó họ cho biết là nhà nông họ chỉ trồng 100 mẫu, họ trồng một mẫu họ đủ sống thôi. Thì tới mùa thu mùa hè này ở Âu Châu đói. Âu Châu đói thì Hoa Kỳ đâu có no được đâu. Mà cả thế giới sẽ đói hết. Cho nên con cháu quý vị nó đang ở trong cái những cái học đường Hoa Kỳ và cái hệ thống buôn bán ma túy. Hồi xưa cần 5.000 mới 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 hút xì ke được, 1.000 2.000 mới hút được, bây giờ chỉ cần 5 đồng. Nó đưa cho mấy em quý vị hút phi. Rồi sau đó là ghiền, bởi vậy nhìn lại cái thành phố Los Angeles những bóng ma ghiền ngập đi như những xác chết. Họ mới có 15, 20 tuổi, 30 tuổi mà giống như hình ảnh ở những cái nursing home. Những người ở đoạn cuối cuộc đời thì nước Mỹ còn cái gì nữa quý vị?
Cho nên kỳ này đó là chúng ta cũng phải góp một bàn tay với những cái người yêu nước của Hoa Kỳ. Trận chiến cuối cùng này, cho nên ngày 27, 28, 29, 30 tháng 4 này đó, tôi có cái pháp hội lớn để mà tôi bắt đầu tôi phát động một chương trình để ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa. Chúng ta phải dồn nỗ lực để bảo vệ tương lai con cháu của chúng ta tại Hoa Kỳ. Mà chúng ta cũng là góp phần để mà không để cho cái bọn Tàu Cộng nó tàn phá Hoa Kỳ này. Cho nên đối với tôi bây giờ nhìn thấy người già đó thì sống ở trong những bóng ma, ở trong những viện dưỡng lão. Chưa chết mà đã thấy ở địa ngục rồi. Những người trẻ thì đang bị cái hệ thống ma túy của Đảng Dân Chủ nó tràn ngập ở Hoa Kỳ. Rồi dân chúng Hoa Kỳ bây giờ đó là những người vô cảm là cứ nghĩ, ê, nó xảy ra cho người ta chứ nó không xảy ra cho mình. Quá là ngây thơ. Và rốt cuộc rồi, hồi thập niên 80 tôi qua đây là người Mỹ làm việc rất hăng say. Ra trường làm việc rất hăng say. Có lý tưởng phục vụ, bây giờ ra trường đó, không có việc làm. Buồn chán rồi đi hút sách. Ma túy rất là rẻ, 5 đồng cũng có thể phê. Bằng cấp đại học để nó dục đóng rồi đi lang thang. Cúi đầu, nằm đầu đường xó chợ, giống như những xác chết. Hồi đó người Mỹ qua, họ làm những việc trí óc, phát triển nước Mỹ thành siêu cường quốc. Người Việt Nam mình thập niên đó và người Tàu, người Đùi Người, Nam Hàn, người Nhật chạy qua thì họ vẫn bắt đầu làm những công việc chân tay. Tới hồi người Việt Nam mình tiến lên khá hơn rồi mình không làm việc chân tay đó nữa. Hồi xưa những thập niên 80 những người Việt mới qua vô farm làm, bây giờ không ai làm nữa. Lần lần thì tới người Mỹ. Người Mỹ họ vô họ làm những chuyện nặng nhọc ở farm. Rồi còn cái người Mỹ da gốc da đen thì họ được đặc quyền là tại vì tổ tiên họ là nô lệ, cho nên từ từ Đảng Dân Chủ họ ưu đãi cho những người Mỹ gốc Phi Châu, và từ từ tạo ra những cái thành phố nào mà người Mỹ gốc Phi Châu ở là trở thành ra là ma túy, tội phạm hút sách và 90% liều ăn vào tiền trợ cấp xã hội. Và bây giờ cái số lượng mà cả mười mấy triệu người mà Biden nó đổ vào nước Mỹ, nó đang tàn phá nước Mỹ. Nhìn những cảnh đó rất là đau lòng. Rồi bây giờ tăng ni ở trong nước là quốc danh nó đào tạo nó tàn phá. Phật tử bây giờ nhìn thấy cái áo vàng là họ ác cảm rồi. Cho nên cái này là một tiếng chuông báo động đó quý vị. Tối nay tôi sẽ giảng tiếp cuộc đời Ngài Thư Vân trong một tuần lễ ở đây để mà hoàn tất những công trình của xây dựng Phật Đản Tông Thắng. Tôi sẽ tiếp tục nói chuyện mỗi tối vào lúc 8 giờ tối. Mời quý vị theo dõi, trân trọng kính chào.